Hỡi ai lắng lặng mà nghe dữ răng diệt trước lạnh già thân sau. Trai thời trung yếu làm đầu, gái thời tiết hạnh là câu trao mình. Có Những người lời ở răn quận dạy Đông mà Thành, cụ Đồ Chiểu tù gửi nhân gắm trong tích truyện thơ Lục Vân Tiên sanh hay còn đó con và hiền, vẫn vẹn nguyên giá đặt trị đến tận ngày hôm tên là nay. Lục Vân Tiên, Và tuổi nhờ có vừa nghệ thuật hay nói thơ tám Vân nghệ Tiên, tinh chuyên thần học nghĩa hiệp, trung hành, hiếu, tiết hạnh theo thầy đã đi nấu sâu sử vào đời phôi sống người kinh, dân Nam Bộ có ngày và góp bao phần quán gìn trong giữ trần những truyền thống cao đẹp lao của dân tộc ta. văn đà khởi phụng đằng giao gió thêm ba lượt sáu thao ai bì. Truyện thơ nôm Lục Vân Tiên được nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu sáng tác vào những năm 50 của thế kỷ 19, có độ dài lên đến 2.082 câu. Truyện kể về cuộc đời muôn vàn gian nan của chàng trai văn võ song toàn tên là Lục Vân Tiên. Trên đường xuống núi về thăm nhà, Lục Vân Tiên cứu được nàng Kiều Nguyệt Nga khỏi tay bọn cướp Phong Lai. Vừa đặt chân đến trường thi, Lục Vân Tiên nhận được tin mẹ mất. Vì khóc tang mẹ mà Vân Tiên bị mù hai mắt. Sống cảnh mù lòa, Vân Tiên tin bạn nhưng lại bị bạn là Trịnh Hâm hãm hại, rồi bị gia đình Võ Công từ hôn. Còn Kiều Nguyệt Nga nghe tin Vân Tiên mất, nàng đã nguyện chung thủy với chàng suốt đời. Khi bị bắt đi cống giặc Ô Qua, Nguyệt Nga đã mang bức hình của Vân Tiên nhảy sông tự vẫn để giữ trọn trinh tiết. Nhưng nàng không chết, nàng đã được Phật bà cứu sống. Trải qua nhiều phong ba, Lục Vân Tiên được sáng mắt lại, rồi chàng thi đỗ trạng nguyên và trở thành tướng tiên phong giúp triều đình đánh tan giặc Ô Qua. Kết thúc câu chuyện, Vân Tiên gặp lại Kiều Nguyệt Nga, kẻ gian ác bị trừng trị và người nhân nghĩa thủy chung được đền đáp xứng đáng. Thưa quý vị và các bạn, khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì tôi đã được học về truyện thơ Lục Vân Tiên của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Và lúc bấy giờ thì cô giáo cũng đã giảng thêm rằng từ truyện thơ này đã hình thành nên một loại hình diễn xướng dân gian vô cùng độc đáo của vùng đất Nam Bộ. Đó chính là nói thơ Lục Vân Tiên hay còn gọi là nói thơ Vân Tiên. Và thật sự thì tôi rất là thắc mắc vì sao loại hình này được gọi là nói thơ Vân Tiên mà người ta không gọi nó là ngâm thơ Vân Tiên hay đọc thơ Vân Tiên. Và ngày hôm nay thì tôi đã đến gặp thầy Lữ Văn Châu, một người con của đất Ba Tri Bến Tre để tìm hiểu về nghệ thuật nói thơ Vân Tiên. Thầy Lữ Văn Châu là người rất yêu văn chương Nguyễn Đình Chiểu, nhất là nghệ thuật nói thơ Vân Tiên. Thầy rất sẵn lòng giúp tôi tìm hiểu về loại hình nói thơ Vân Tiên này. Thưa thầy, cho em hỏi là tại sao mà từ truyện thơ Lục Vân Tiên á thì mình lại hình thành cái nghệ thuật nói thơ Lục Vân Tiên ạ? Ông Đồ Chiểu ông sáng tác á thì cái này là một cái người có học, có bằng cấp. Nhưng mà ông biết cái giới ở đây là giới bình dân, cho nên ông sáng tác thơ nôm. Truyện thơ nôm Lục Vân Tiên. Thì như tôi nói là trước đây Nam Bộ nó có những truyện thơ nôm khuyết danh rồi, thấy không? Thì như vậy bây giờ Vân Tiên ra đời, Lục Vân Tiên ra đời thì theo cái truyền thống nói thơ đó đó, giữa cái ngâm và cái đọc đó thì nói cái hơi đó người ta thích, tức là người bình dân ta thích. Nhưng mà cái cách nói thơ Lục Vân Tiên á, thì cái cách đó mình sẽ nói như thế nào thì nó mới ra đúng cái chất gọi là nói thơ Vân Tiên ạ? Cái mẫu mực thì không có cái mẫu mực, nhưng ở đây thì người ta cứ cân lên. Thí dụ như mình ta nói, trước đèn xem truyện Tây Minh, gắm cười hai chữ nhân tình eo le. Thì cái nhịp là 222, nhưng mà có khi nó là nhịp 33, chứ không phải là ba cái cứ 22 không. Thí dụ cái ngắt nhịp của thơ Lục Bát, đúng là nó là tới hai câu nó mới chấm, là câu 6, câu 8, cứ thế mà kéo dài theo cái dịp đó. Thầy Châu còn đưa tôi đến thăm khu di tích làng mộ của Nguyễn Đình Chiểu nằm trên địa bàn huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
Tác giả Nguyễn Đình Chiểu sinh năm 1822, mất năm 1888. Ông vừa là nhà thơ, vừa là nhà giáo, thầy thuốc. Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu chủ trương văn dĩ tải đạo, tức là văn chương phải truyền tải đạo lý. Khi Nhật Pháp đánh chiếm Nam Bộ, ngòi bút của ông trở thành vũ khí chống giặc ngoại xâm, ca ngợi tinh thần dũng khí và những tấm gương chiến đấu anh dũng của nhân dân. Ông đã để lại cho đời nhiều tác phẩm có giá trị cao như truyện thơ Lục Vân Tiên, Ngư Tiểu Y Thuộc Vấn Tháp, Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Dục. Trước đèn xem tấm cười hai chữ nhân tình éo le, hỡi ai lắng lặng mà nghe giữ răng diệt trước lạnh và thân sau. Trai thời trung yếu làm đầu, gái thời tiết hạnh là câu trao mình. Có người ở quận Đông Thành, thầy Châu cho biết sở dĩ truyện thơ Lục Vân Tiên và nghệ thuật nói thơ Vân Tiên có thể đi sâu vào đời sống người dân Nam Bộ chính nhờ những giá trị nhân nghĩa, nêu cao đạo lý làm người, tinh thần nghĩa hiệp, cũng như khát vọng hướng đến lẽ công bằng, cải thiện, chiến thắng kẻ ác. Trình lao đao. Hình tượng người anh hùng Lục Vân Tiên trọng nghĩa khinh tài, sẵn sàng giúp người khi gặp nguy khốn, hay nàng Kiều Nguyệt Nga, Ních Na, Thùy Mị, Thủy Chung đã trở thành chuẩn mực đạo đức trong cuộc sống. Bấy lâu cửa thanh giữa kề, đã từ khi tưởng lại xuê tinh thần. Nay đà gặp hội long dân, ai ai mà chẳng lập thân buổi này. Trong cái từ ngữ nó chở cái đạo đức, mà cái đạo đức đó thì nhân dân họ muốn truyền cho con cháu. Thí dụ trai thì phải trung, phải hiếu, gái thì phải tiết hạnh, cũng giống như công dung ngôn hạnh vậy đó. Thì cho nên người ta thích, mà lan rộng là ta muốn truyền bá cái đạo lý đó cho trong gia đình người ta đó. Rồi trong cái xã hội, rồi tất cả mọi người đều sống theo cái đạo đức nhân nghĩa, gọi là trung hiếu tiết nghĩa. Đó, nói chung là bốn chữ đó, thì Đồ Chiểu lại là nắm được cái đó, cho nên là đưa ra cái loại thơ chở đạo đức thì người ta thích, người ta ngâm nga, người ta nâng lên hang là cũng có cái nội dung đó chứ không phải là chỉ đọc thôi. Quán rằng ghét diệt tầm phào, ghét cay ghét đắng, ghét vào tới tâm, ghét đời kiệt trụ mê dâm, để dần đến nỗi xa hầm xảy hang. Ghét đời u lệ đá đoan, khiến dần luôn chịu lầm than muôn phần. Với một người chỉ quen với đọc thơ Vân Tiên như tôi thì quả thật nói thơ rất hấp dẫn. Bởi câu chuyện được diễn tả bằng ngôn ngữ thuần Việt, một ngôn ngữ giàu thanh điệu, giàu nhạc tính. Ngôn ngữ đó lại mềm mại, tha thiết. Từng câu thơ được diễn đạt theo nhịp điệu, luôn thay đổi, có khi khoan thai, có lúc dồn dập. Nói thơ không sử dụng tiếng đệm lót, hãng hữu mấy thế tiếng mà dặm vào, hoặc tiếng đưa hơi, ơ, ớ, tùy theo lối ngâm của từng người. Ở bộ môn nghệ thuật này, rõ ràng là vừa nói, vừa ngâm, vừa hát, như một sự tổng hợp, đan xen hài hòa. Nói thơ Vân Tiên nó hay ở cái chỗ nó có cái tính đặc thù riêng khác với những cái nghệ thuật khác. Nó có cái trầm bổng, cái âm điệu của nó làm cho cái người nghe dễ cảm xúc và dễ đi vào cái lòng người. Cho nên là cái giá trị của nói thơ Vân Tiên nó đã đi sâu vào lòng người, rồi làm cho con người thâm nhiễm được cái đạo đức, cái đạo lý của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Vào đầu thế kỷ 20, ở Nam Bộ đã hình thành hai loại hình nói thơ phổ biến là nói thơ Vân Tiên và nói thơ Bạc Liêu. Lúc đó, ở Nam Bộ, người ta có thể nói thơ Vân Tiên trong bất kỳ hoàn cảnh nào, từ đám giỗ, đám cưới, đi cấy, hoặc vào những buổi tối trăng thanh gió mát. Vì mặt
đạo đức, về mặt tôn giáo, về mặt tình cảm, về mặt xã hội. Cái nói thơ nói chuyện đó đóng vai trò rất là quan trọng. Là vì trong nội dung của những cái cuốn thơ, cuốn chuyện đó, chẳng hạn như giờ là Lục Dân Tiêm, ca ngợi cái gì thì mình đã biết rồi, bài bác cái gì mình đã biết rồi. Cho nên có thể nói vào cái thời điểm đó, mặc dầu là so với các cái phương tiện hiện đại sau này thì cái nói thơ nói chuyện nó hết sức là thô thiển, nhưng nó đóng được cái vai trò của nó trong cái dạng là cái vai trò giải trí, nhưng bên cạnh nó còn đóng cái vai trò giáo dục, ổn định, gìn giữ cái thuần phong mỹ tục, cái giá trị, cái văn hóa của người Việt ở Nam Bộ lúc bây giờ. Ngày xưa không chỉ có những người trí thức mà ngay cả tầng lớp bình dân, những người không biết chữ cũng biết nói thơ vần tiên. Đó có thể là một bác nông dân, một ông lái đò, một người hát dạo mù loà mượn lối nói thơ vần tiên kiếm ăn qua ngày. Riêng với bà Ngọc Du, nói thơ vần tiên lại gắn liền với lời ru của ông ngoại đã đưa bà vào giấc ngủ tuổi thơ. Tôi từ nhỏ thì tôi được ông ngoại hay nói thơ Lục Dân Tiên này là để cho tôi ngủ. Nghe mình nó lắng động ở trong lòng mình á, là dễ để cho làm mình dễ ngủ. Như vậy á, rồi không riêng về một mình cô mà nghe đâu là bao nhiêu người tới thời đó, tới thời thiểm cô á, là người nào người ta cũng biết về thơ Lục Dân Tiên và người ta hay dùng cái điệu thơ đó đó để mà ru con ru cháu ngủ. Giờ đây nói thơ vần tiên không còn được ưa chuộng như xưa và dần lạc phai trong ký ức nhiều người. Tuy nhiên, với bà Huỳnh Minh Châu, là cháu cố ngoại của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, bà vẫn luôn nhớ về thời thơ ấu được mẹ nói thơ vần tiên cho nghe. Và cũng từ đó mà thấm nhuần những lời răn dạy của bậc tiền nhân. Tự hào là con cháu của nhà thơ của Nguyễn Đình. Thành ra lúc nào mình phải giữ đạo, nhất là đạo làm người, nhất là đạo nếu mà còn nhỏ thì mình phải giữ cái đạo là như con gái, phải như thế nào. Còn người con trai thì vậy, nếu sau này mà có cái gì thì mình cũng phải yêu thương nòi giống, yêu thương dân tộc, yêu thương nước nhà. Ông bà ấy coi như là nói thơ dân tiên cho mấy cháu nghe, nghe không? Trước xe quần tử tạm ngồi, đặng cho tiện thiếp lại rồi sẽ thưa. Nếu như truyện Kiều của Nguyễn Du có bói Kiều, lễ Kiều, thì truyện thơ Lục Vân Tiên có nói thơ Vân Tiên. Nói thơ Vân Tiên đã góp phần xây dựng một nền móng đạo đức bền vững của xã hội, đó là phẩm giá, hiếu, trung, tiết, hạnh. Đạo đức của nhân dân là gốc rễ để rèn giũa con người. Ngày nay, đâu đó trong các làng quê ở Nam Bộ, ta vẫn còn những cụ già nói thơ vân tiên cho con cháu nghe để dạy dỗ nhân nghĩa đạo đức và cách sống ở đời. Rõ đặng nguồn cơn nào ai tính thiệt, xóa hơn làm gì. Các con có biết cái này người ta nói chữ Hán, có câu kiến nghĩa bất di. Cứ là thấy việc nghĩa mà không làm, kiến là thấy, nghĩa là việc phải, bất là không, di là làm. Mình thấy cái việc nghĩa mà mình không làm thì mình không phải là người anh hùng, không phải là đấng mài râu. Ở đây thì Nguyệt Nga bị bọn ăn cướp, bắt Dân Tiên đánh giải cứu cho Nguyệt Nga, thì đó là việc nghĩa. Đó mà biết chữ thủy chung. Đó mà biết chữ thủy chung. Lựa là đây phải theo cùng làm chi. Lựa là đây phải theo cùng làm chi.